nó lại liên quan mực mặt tiếp mà thể hiện cái sự đặc biệt của cái tổ chức Unify như vậy, nhất là trong cái trụ cột nghệ thuật. Thì không biết mọi người đã học đến đâu rồi. Anh nhưng mà cái buổi Coursera đã học đến đâu rồi hả? Cái này thì vẫn chưa bắt đầu. Ừ. Giờ em chỉ sắp xếp được thời gian học cái kia thôi, cái grand teaching thôi. Còn cái này thì em chưa bắt đầu ạ. Không sao. Thế sau cái buổi tuần trước về suy nghĩ thì không, hay là cứ gác lại đề đã thì học thì biết học. Có thể suy nghĩ chưa? Cũng và cũng không không chưa có thêm suy nghĩ gì đâu ạ. Vẫn Ừ, vậy. ok. Được. Rồi, không sao. Hôm nay mình có Nam và anh Tuần đấy, nhất là anh Tuần, thì anh Tuần thì bọn anh Tuần chia sẻ cái buổi đi triển lãm và cuối trước thì việc chia sẻ và một số cái. Cho để anh Tuần phát biểu trước đi, Nam vừa nói rồi đúng anh Tuần. Bây giờ bắt đầu nhá, là anh Tuần sẽ chia sẻ cái buổi đi triển lãm vừa rồi, tại vì buổi trước mọi người chưa được nghe được anh Tuần này, vẫn có ảnh ở đây. Sau đó là anh Tuần thử cho cảm nhận một chút về cái buổi liên quan đến âm nhạc, nghệ thuật và thay đổi xã hội, xem đó, xem cái chương trình này nó có đạt được một phần nào cái tư tưởng của anh Tuần hay không. Mời anh Tuần. Ok, chờ anh xuống dưới nhà. Trên này còn trẻ con nó đang xem TV. Tận hưởng, tận hưởng, 10 năm nữa là nó không ồn nữa đâu, nó ngồi trong phòng. Đúng rồi. Giai đoạn này là giai đoạn nó đang nó gọi là trẻ con, lúc nào nó cũng phải hoạt động. Trẻ con nó không hoạt động thì không còn là trẻ con nữa. Mình thì hồi trước hồi nhỏ cũng thế thôi, bây giờ bắt đầu có tuổi thì bắt đầu hoạt động chậm dần và đi sâu vào bên trong. Đây có phải là anh Tuấn không? Phải người đây Đây là anh Thinh. Thinh ạ. là anh ấy là họa sĩ Trương, tên đầy đủ là Trương Thinh Tinh à, hay quá ha. Thinh Trương Thinh, nhưng mà biệt danh gọi là Trường Thịnh. Thế tức là thêm mỗi dấu thôi. Thì anh này thì là bạn với anh từ từ hồi anh học đại học. Đại học mỹ thuật thì bắt đầu là anh này là một dân cơ khí. Ông này là dân cơ khí, ông ấy chuyên về hàn với về sắt thép các thứ. Sau đấy thì ông này ông ấy có cái đam mê học vẽ. Thế bắt đầu là anh cũng hướng dẫn anh này học một thời gian. Xong bắt đầu ông ấy đi anh giới thiệu cho một ông thầy ở trên Hà Nội ấy. Thế là bắt đầu anh này anh đi gặp ông thầy và ôn ôn thì một năm sau thì đỗ vào trường ngày xưa nó gọi là cao đẳng nhạc họa. Đấy, nó dạy cả nhạc cả họa thì anh này học họa. Thế sau đấy học họa xong thì học hết 3 năm xong thì cái trường đấy là giờ, khi mà học xong tốt nghiệp thì là thường đi dạy. Thế thì bạn này bạn không đi dạy và bạn ấy tiếp tục học lên 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 đại học. Đại học bạn ấy thi tại chức ở trường mỹ thuật Yên Kiều ấy, mỹ thuật ngày xưa là mỹ thuật Đông Dương của Việt Nam ấy. Thì anh ấy vào đánh học tiếp lên, nên là có bằng về về đại học, học tiếp lên 2 năm nữa thì có bằng về cao học mỹ thuật. Đấy thì sau đấy thì là anh ấy là ở Hà Nội và lấy vợ sinh con ở để sinh con để cái ở Hà Nội, sống ở Hà Nội. Thế thì anh này anh về đi anh ấy có cái năng khiếu là viết thư pháp, anh viết thư pháp rất là đẹp, chữ thì rất là mềm mại nên là mọi người thì nhìn cái chữ rất là thích. Thế là anh có một thời gian anh cứ đi các cái chùa rồi các cái đền, các cái ngày lễ hội vào cái đợt Tết âm lịch và các cái đợt lễ hội của đầu năm ấy. Thì là anh ấy đến các cái chỗ đấy anh ngồi anh viết viết thì kiếm tiền rất là tốt. Một ngày có khi anh ấy kiếm anh cứ trung bình anh vẽ 100.000 một một bức thư pháp đấy. Thì ở hội chùa chiền thì nó rất là nhiều người đi qua lại, thì đầu năm thì mọi người lại muốn là xin một cái chữ gì để về treo ở nhà cho may mắn, thì mọi người mua rất là nhiều. Thế thì anh cũng cũng làm ăn được. Thế sau đấy thì một thời gian sau đấy, cái phong trào mà xin chữ nó dần dần nó nhạt đi, nó không có hứng thú với người dân nữa. Thì anh này anh không đi các cái chùa chiền nữa, và ở Hà Nội thì anh ấy
có cái chỗ Văn Miếu Quốc Tử Giám, đấy là cái chỗ nổi tiếng của Hà Nội, là về về để học về thi thì là cứ con mà sắp thi là mọi người đưa đến đấy để Sờ đầu xin rùa. chữ rồi sờ đầu rùa đấy, sờ chân con hạc đấy, thì để cho con gặp may thi đỗ. Thế đấy là cái phong tục của người Việt. Thế thì anh này anh ấy đến anh viết thư pháp, và thì cái trình độ của anh này thì càng ngày nó càng cao lên rồi, thì bắt đầu là dần dần ấy, ở cái chỗ Văn Miếu ấy, thì là đối diện Văn Miếu là cái Hồ Văn, thì là nơi mà các cái người viết thư pháp tiếng Việt và tiếng Hán ấy, thì là Hán Lôm ấy, thì là ngồi ở trong đấy, và muốn ngồi ở trong đấy thì là phải phải được một tức là được được những cái người giám tuyển ấy, những người mà có uy tín ấy, chấm để mà được ngồi vào đấy. Ví dụ có 1.000 người đến thi thì chỉ lọc ra khoảng một khoảng độ được 100 người là được ngồi ở đấy. Đấy thì anh này anh ấy được chọn vào trong cái bên giám tuyển, chấm các cái những cái thầy kia để vào đấy ngồi viết. Thì anh ấy cũng cũng trẻ tuổi nhưng mà cũng cũng có năng lực. Đấy thì khi mà vào đấy thì anh ấy bắt đầu có cái nhiều các cái mối quan hệ và mở rộng mối quan hệ lên. Thế thì vừa rồi thì bắt đầu anh ấy mở những cái triển lãm cùng với những cái nhóm bạn. Thế thì cái phong cách của anh này thì anh ấy thiên về về vẽ lụa và vẽ giấy gió. Tại vì là cái cách vẽ nó rất là mềm mại và nó đi sâu vào những cái hình ảnh về Phật giáo. Đấy, anh này anh đi sâu về Phật giáo và đi sâu về cái văn hóa. Cái bức này thì anh đang ngồi thiền trước một cái bức tranh, thì cái bức tranh này là tranh Sơn Dầu, thì là của bạn anh đấy, tức là cùng cùng tổ chức nhưng không phải anh vẽ. Thì cái anh họa sĩ của cái bức này thì là cái người này rất là mạnh mẽ, tức là đối lập hoàn toàn với anh Thinh này, với bạn Thinh này. Đấy, bạn Thinh thì là cái người rất là nhẹ nhàng, rất là thư thư sinh, gọi là nho nhã. Thì có mấy người là cùng chung một cái buổi triển lãm hôm đấy. Bên ngoài các cái bức tranh này thì có một cái buổi biểu diễn trước trước khi để vào mọi người vào ngắm tranh, thì có một cái buổi biểu diễn hình như là mình cũng gửi một cái đường link ở Facebook, Facebook của anh Thinh này, thì là có hai họa sĩ là cầm một cái bút rất là to và vẽ trên một cái giấy dài đâu tầm 5-6 mét, gần gần chục mét, thì là có bốn cô gái ngồi bốn góc để giữ cái tờ giấy, và bắt đầu những họa sĩ bắt đầu thể hiện cái bút pháp, gọi là bút pháp của mình. Đấy, bút pháp là vẽ một một lần là được luôn đấy, đấy gọi là bút pháp. Thì những cái người mà vẽ để viết thư pháp giỏi ấy, thì với là vẽ tranh giỏi ấy, thì người ta vẽ chỉ một lần một phát là được luôn một một cái nét đấy rồi, hoặc là một cái hình đấy, là không cần phải vẽ lại lần thứ hai. Đấy, thì là cái thể hiện được cái trình độ của cái người họa sĩ là ở cái bút pháp đấy. Thì cái buổi này thì mình cũng đến trước khi mà cái nhóm họa sĩ này triển lãm. Đấy thì mình được vào xem là anh em treo tranh rồi anh em sắp đặt các thứ như thế nào. Đấy thì khi trực tiếp mà nhìn ở trong cái tranh của anh Thinh này, có mấy cái bức mà vẽ cái hình về các cái bức về Phật với về Quan Âm Bồ Tát. Đấy thì khi mà nhìn ấy, thì là đến nếu mà nhìn người bình thường mình vào mình nhìn ấy, thì nó không thể nhìn rõ được hình được. Thế là muốn nhìn rõ hình ấy thì là người họa sĩ anh Thinh anh có giới thiệu là phải ngồi thiền. Tức là ngồi thiền, càng ngồi thiền lâu ấy, thì nhìn lại càng rõ. Đây là khi là anh ngồi thiền thì nhìn nó càng rõ. Thì để mà đạt được cái điều đấy thì cái người họa sĩ ấy, một phần là người ta cái khả năng của người ta rất là tốt, không phải là người ta vẽ mờ nhạt đâu, mà người ta vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần. Cái đặc trưng của cái tranh lụa này này là vẽ màu lên và lại lấy nước rửa đi, đấy, rửa rửa sạch đi và xong lại lại vẽ tiếp, cứ vẽ lên xong lại rửa đi càng nhiều lần như thế thì cái bức tranh nó càng trong. Đấy, xem cái bức tranh rất là trong mà nó lại rất là chi tiết và nó nhìn nó rất là có hồn. Thì cái tranh thì anh không vẽ nhiều, chỉ vẽ có bảy, ở đây là bốn bốn năm bức gì đó đấy, nhưng mà cũng là quả cả một cái thời gian rất là dài.
để mà vẽ những cái này rất là dài và ấp ủ rất là lâu. Có khi đến đến vài năm mới, có khi mới xong được vài cái bức này. Thế thì cái không gian này thì là cái nhóm họa sĩ này có 5-6 người đấy, thì họ thuê một cái bây giờ là họ không đi thuê các cái khu để triển lãm nữa, để các cái gallery nữa, mà họ tự thuê một cái nhà, sau đó họ là cái nơi họ sáng tác và họ triển lãm luôn ở đấy, thì mời anh em những cái giới họa sĩ, những người quen biết đến xem. Đấy thì họ cũng cũng là làm phi lợi nhuận, bởi vì là họ vẽ ra và họ cho một người đến thưởng thức miễn phí, không có thu phí. À. Đấy, và đến thì còn được gặp gỡ, rồi được Bàn luận. ăn uống nhẹ, uống rượu vang, để mà nói chuyện về nghệ thuật. Thì mình thấy là cái nghệ thuật của Việt Nam nó cũng rất là phát triển, nó có cái hướng đi riêng riêng rồi. Mình cái những người họa sĩ của Việt Nam mà họ học cũng rất là nhanh, họ update những cái xu hướng của thế giới cũng rất là nhanh, rất nhiều người giỏi để trong những lĩnh vực nghệ thuật, và cơ bản thì nhiều khi là họ cũng sống cũng rất là tốt, không không đến nỗi khó khăn quá. Hay, chương trình rất là hay. Đúng chứ, mình bàn về nghệ thuật, nói nghệ sĩ ở đây. À, vậy, biết anh có ảnh, anh con anh có ngày xưa được học, anh có biết cái gọi là vẽ tranh lụa đấy, là nó là một trường phái mới hay là một cái cổ truyền của Á Đông không? Cái tranh lụa thì đó là cái cổ truyền của Á Đông, tức là nó là cổ truyền của từ Trung Quốc, từ Nhật Bản, tức là những cái nước mà ở khu vực châu Á, Ấn Độ họ cũng vẽ tranh lụa đấy, mấy cái nước đấy. Thế thì ngoài tranh lụa ra thì ở Việt Nam thì còn có đặc trưng, đó là tranh sơn mài. Sơn mài là sơn sơn ta, vẽ bằng sơn ta, tức là cái nguyên vật liệu để làm tranh sơn mài thì nó là một cái tấm vóc, gọi là tấm vóc, tức là họ lệm từ đất một cái loại đất đấy, thì họ lệm lệm để nó thành một cái tấm cứng như là gỗ Và lớn nha, tình nhỉ, không biết ấy, bao nhiêu và công để sau làm được cái này. nếu mà sau đó thì họ lấy cái đục, họ đục những cái mảng ra, mảng miếng, tức là họ đi lép vẽ này, xong họ đục những cái mảng miếng ra, họ và họ bôi màu lên. Thì cái màu sơn ta thì nó đặc trưng, tức là chỉ có ở Việt Nam có, là cái sơn ta thì là cái màu là hoàn toàn là tự nhiên, ví dụ cái son ấy, cái màu đỏ ấy, màu đỏ thì là họ phải lấy cái son họ mài ra để tạo ra, lấy cái màu đỏ. Thế thì còn cái những cái màu đen thì là họ đốt những cái tro đấy, những cái tro xong rồi họ là màu đen. Rồi là cái màu vàng thì là ngày xưa thì phải phải rát những cái miếng vàng rất là mỏng để tạo thành cái màu vàng. Thì màu sắc là hoàn toàn là tự nhiên hết. Sau này thì mình mới học cái sơn mài của Nhật, thì là sơn mài của Nhật thì nó màu sắc đa dạng hơn, thì nó cái bức tranh nó đẹp hơn, nó phong phú hơn. Cái sân mài thì có một cái rất hay đúng không, để lụa này đương nhiên là phải những cái nền văn hiến là có lụa đúng không, thì nó mới có thể vẽ trên lụa như nào, cái giấy Người nước gió ngoài họ sang Việt Nam thì họ rất thích là khi đi du lịch là họ phải mua về về nước ấy, họ cái gì họ mua một cái bức tranh sơn mài để đem về, mài và đó là lụa cái đặc điểm là tranh bản địa của Việt Nam. này. Tranh này cũng là tranh về chủ đề Phật giáo rồi đúng không, này là ở giữa Cái này chủ đề này là chủ đề đúng không, về Phật giáo, tức là đây là bạn này thì chùa, đây là chuông, đây là... bạn hay vẽ những cái bức tượng tượng cổ ấy. Để bản thân bạn là cũng là một nhà sưu tập đồ cổ, chuyên đấu giá các cái đồ cổ ở bên Pháp, nhưng mà liên quan đến cái đồ của Việt Nam, tức là cái thời mà thời Nguyễn ở trong trong Huế, thì là khi mà dân Pháp họ họ sang đây thì bắt đầu những cái đồ đẹp thì họ đưa về bên Pháp. Thế bây giờ họ cái các cái chỗ đấu giá họ mua lại và họ lại đấu giá ngược lại, họ đấu giá khắp thế giới, thế ai mua thì mua. sống rất thú vị đúng không? Vẽ tranh sáng tạo nghệ thuật rồi lại đi sưu tầm tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ trước, thời đại trước, lấy cảm hứng tôn giáo rồi lại tiếp tục sáng tạo.
Dựa trên chất liệu dân gian. Rất là hay. Nam cảm nghĩ gì về cái này? Ừ, thực ra Nam rất là thích cái triển lãm này của các anh bạn anh Tuân. Thì mình cũng đã được gặp một anh họa sĩ bạn anh Tuân trước đó rồi. Anh họa sĩ này thì Mirop mà trường phái vẽ tranh thì như là siêu thực nhỉ anh Tuân nhỉ. Thì mình biết được là Anh này là anh bạn bè cũng của mạnh anh mẽ. Tuân bạn bè của anh Tuân thực sự bây giờ họ là những nghệ sĩ mà tương đối có tầm. Mình thực sự rất là tôn trọng cái công trình của các anh bạn của anh Tuân, nhưng mà đồng thời mình cũng tiếc cho anh mình. Mình có một cái cảm giác tiếc cho anh mình. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm tốt được cái khu làng bên suối thì về cơ bản chúng ta có một cái gallery, chúng ta có cái xưởng cạnh một cái gallery nơi mà kiểu mình sẽ được các cái donation, các cái donor họ kiểu cho những cái đồ cũ cũ hoặc là những cái đồ mà bản thân mình, cả mình cả họ đều cảm thấy là nó có thể tái chế được. Và chúng ta sẽ có được một cái nơi mà chúng ta sử dụng những cái đồ vứt đi, những đồ bỏ đi nhưng mà form cái purpose, good purpose, có nghĩa là cho một tổ chức phi vụ lợi để họ làm cái nghệ thuật. Và nếu mà cái nghệ thuật đấy nó có khả năng bán để lấy được cái tiền làm cái quỹ tổ chức các dự án của tiếp theo thì nó rất là tốt, và nó cũng là cơ hội tuyệt vời cho nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ hoặc là những nghệ sĩ mà kiểu như kiểu anh Tuân chẳng hạn. Mình thấy là nếu mà anh Tuân có một cái nơi để anh Tuân có thể dành nhiều thời gian, anh Tuân bắt đầu làm ra các cái tác phẩm của mình, thế xong có bạn bè của anh Tuân đến nữa, xong rồi là kiểu mọi người sẽ cùng giúp anh Tuân để tìm được cái năng lực của anh Tuân, thì chúng ta hoàn toàn có được một cái gọi là art space rất là hay, rất là kiểu mang tính bản địa. Mọi người chỉ mất tiếng đồng hồ là kiểu nghệ sĩ tề tựu về khu dược liệu bên suối, kiểu ra vườn kiểu hái rau làm bữa ăn đánh chén luôn. Thế sau đấy là gọi là ngồi nhìn các tác phẩm nghệ thuật của nhau và cùng mở mang cho nhau về cái yếu tố nghệ thuật. Và từ đấy những con người nghệ sĩ họ có thể kiểu làm chung được một cái tác phẩm gì đấy để dành tặng cho bản địa, để dành tặng cho cộng đồng mà họ họ đang xây dựng, dành tặng cho miếng đất ấy chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ giống với cả cái tư duy mà chúng ta đang học ở trong cái buổi hòa nhạc này đúng không? Giao hưởng ấy. Đấy. Nó sẽ có khả năng hướng được đến cái đấy. Thì nó chính là cái nghệ thuật bình dân mà mình muốn gửi gắm vào trong cái dự án art, cũng như là mình cũng đã từng cố gắng thể hiện nó trong cái buổi moment. Hoặc là hôm đấy cái buổi moment là mỗi bạn mang đến một cái đồ mà các bạn ấy bất ngờ hoặc có chuẩn bị đến cái buổi đấy để gặp nghệ sĩ. Thì nghệ sĩ dạy cho các bạn ấy sử dụng thêm cả những cái nghệ sĩ đã chuẩn bị cùng với những thứ các bạn mang đến, và các bạn làm được một món quà để tặng cho gia đình mình vào ngày Tết. Thì khi mà mình vào thì lúc đấy các bạn đã làm xong rồi, thì mình có một cái đoạn là mình làm một tác phẩm trong lúc mà các bạn ấy đang kiểu chào hỏi nhau, thì mình làm rất nhanh một tác phẩm. Và sau đấy thì khi mà đến phần mình thuyết trình thì mình cũng để cho các bạn xem tác phẩm đấy và mình gạt bỏ được nó đi, gọi là phá nó đi ngay. Thế xong mình cũng nói là anh rất là muốn là chúng ta có thể có được một cái nơi, hay là các bạn có thể có được một cái điều kiện để các bạn học làm nghệ thuật và các bạn làm được, phá được và làm tốt hơn được, thì cái đấy nó chính là nghệ thuật bình dân. Nếu mà bạn nào cũng có thể kiểu làm những điều tốt đẹp và được sống trong một cái cộng đồng mà mọi người dạy cho nhau cái điều tốt đẹp và chúng ta học cách để làm việc được cùng nhau, thì cái đấy nó sẽ rất là tốt. Thì qua cái mà anh Tuân chia sẻ thì có đấy, mình rút ra hai điều. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng vận động để có được một cái nơi mà những người nghệ sĩ như kiểu anh Tuân hay những nghệ sĩ như kiểu anh Thinh chẳng hạn thì có thể kiểu cùng tề tựu và không phải lo lắng là kiểu về vấn đề chi phí hay là về vấn đề kiểu văn hóa, vì họ đến đây thì là họ đã được kiểu nhận cái sự đối đãi như người nhà rồi, như một cộng đồng nghệ sĩ. Đấy, thì cái điều đấy nó rất là tốt để chúng ta có thể thực hiện được dự án art. Nhưng mà cái thứ hai thì mình cũng mong muốn là kiểu trong thời gian tới thì chúng ta thực sự có thể kiểu có thêm nhiều những cái người nghệ sĩ vào trong tổ chức hơn nữa. Thì cái dự án Moment hiện nay là một dự án mà mình thấy là nó rất có tiềm năng luôn. Khi mà mình đi đến Đà Lạt chẳng hạn thì mình thấy là với cơ bản vùng nào cũng sẽ có được một cái đặc sản gì đấy, nhưng nó chỉ là câu chuyện packaging thôi. Thì nếu mà dự án Moment bây giờ có thể kiểu vào và các bạn sử dụng thêm cả cái công cụ AI hỗ trợ nữa, đấy, thì các bạn cố gắng bắt đầu nghiên cứu và chúng ta có thể từ những cái sản phẩm bản địa của Ba Vì hiện nay thì có thể tạo ra được các cái nguồn thu, và bản thân là các bạn cũng có thêm thu nhập ấy.